Qua vụ ly hôn của vua cà phê Trung Nguyên, doanh nhân hãy học tỷ phú Donald Trump sau hai lần ly hôn vẫn bảo toàn tài sản nhờ bản hợp đồng này. Thỏa thuận này không phải là chuyện bạn có tin tưởng vào người bạn đời hay không, mà đơn giản nó giúp bạn tránh được các rắc rối về sau. Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ án ly hôn nổi tiếng của vợ chồng cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệu Thảo, chủ tập đoàn của cà phê, do tòa án Thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai từ ngày 20 tháng 2 năm 2019. Điểm mấu chốt gay gắt nhất dẫn đến không thể hòa giải giữa hai vợ chồng đó là tỷ lệ chia cổ phần tại tập đoàn Trung Nguyên. Ông Vũ đòi hỏi 70% cổ phần, bà Thảo đòi 51% cổ phần. Cổ phần không chỉ có giá trị về mặt tài sản mà nó còn có giá trị về mặt quyền biểu quyết ở địa quyền biểu quyết điều hành tập đoàn cà phê Trung Nguyên trong tương lai. Cuộc chiến giữa hai vợ chồng bắt đầu bùng nổ từ năm 2015 khi ông Vũ cùng hội đồng quản trị bãi nhiệm bà Thảo với chức danh phó tổng giám đốc điều hành. Đến giờ ông Vũ, bà Thảo và các công ty của Trung Nguyên có đến hàng chục vụ tranh chấp trên khắp các mặt trận đang chờ tòa án xét xử. Ông Vũ được chia bao nhiêu, liệu có được giữ quyền điều hành, chèo lái con thuyền Trung Nguyên hay không? Câu trả lời không nằm trong tầm kiểm soát của ông Vũ, có lẽ phải cầu may vì hồi sau chưa rõ. Ông Vũ cho rằng mình xứng đáng được hưởng 70% cổ phần vì ông là người đại diện chủ tịch của tập đoàn cà phê Trung Nguyên, trụ cột điều hành, linh hồn của cà phê Trung Nguyên. Và điều này hiển nhiên không tin, hãy hỏi tất cả những người anh em trong tập đoàn Trung Nguyên. Trên hồ sơ, giấy tờ pháp lý của 7 công ty dưới đây cũng thể hiện ông Vũ đang sở hữu nhiều hơn cổ phần so với bà Thảo, cụ thể như sau. Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên THN kết quả thẩm định giá là hơn 4.208 tỷ đồng, trong đó ông Vũ chiếm 63%, bà Thảo chiếm 27%. Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên TNG kết quả thẩm định là 5.431 tỷ đồng, trong đó ông Vũ chiếm 21%, bà Thảo chiếm 7.9%. Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên TNCF kết quả thẩm định là 85 tỷ đồng, trong đó ông Vũ chiếm 10.05%, bà Thảo chiếm 4.5%. Công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên TNHT gồm hai nhà máy, kết quả thẩm định giá nhà máy Dĩ An là 407 tỷ đồng, ở Bắc Giang 172 tỷ đồng, trong đó ông Vũ chiếm 10.5%, bà Thảo chiếm 4.5%. Công ty cổ phần Trung Nguyên Franchising TNS kết quả thẩm định là 16 tỷ đồng, ông Vũ chiếm 10.5%, bà Thảo chiếm 4.5%. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư du lịch Đặng Lê kết quả thẩm định là 59 tỷ đồng, trong đó ông Vũ 21%, bà Thảo chiếm 9%. Công ty Vũ Nguyên Đắk Nông, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư du lịch Đặng Lê kết quả thẩm định là 6,8 tỷ đồng, ông Vũ chiếm 21%, bà Thảo chiếm 9%. Bà Thảo đòi chia 51% cổ phần vì lý do là bà cũng có nhiều công sức đóng góp cho Trung Nguyên qua việc giữ chức vụ phó tổng giám đốc và tham gia điều hành nhiều năm. Đặc biệt, bà Thảo bám vào luật hôn nhân gia đình, tài sản chung chia đôi. Ông Vũ tuy sở hữu nhiều cổ phần hơn bà trong các công ty, nhưng cổ phần của ông Vũ cũng là tài sản chung của vợ chồng, tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Nghĩa là dù cổ phần của ông Vũ thì bà cũng có quyền được hưởng 50%. Luật hôn nhân và gia đình điều 59, nguyên tắc giải quyết chia tài sản vợ chồng khi ly hôn ghi rõ. Tài sản chung của vợ chồng đều được chia đôi nhưng tính đến các yếu tố sau đây: A. Hoàn cảnh của gia đình và của vợ chồng. B. Công sức đóng góp của vợ chồng trong việc tạo lập, duy trì, phát triển các khối tài sản chung. Lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. C. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. D. Lỗi của mỗi bên trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Trong vụ án này, tòa án phán quyết tỷ lệ chia cổ phần ông Vũ và bà Thảo như thế nào là rất khó để đoán. Từ quy định của pháp luật nêu lên với những kinh nghiệm thực tế nhiều năm làm luật sư, tôi cho rằng trong vụ án này tòa phán quyết tỷ lệ chia cổ phần ông Vũ bà Thảo thế nào rất khó đoán, bởi vì pháp luật không có định lượng. Pháp luật không định lượng, không thể áp dụng, không thể nào phụ thuộc vào quan điểm của thẩm phán. Thậm chí cùng một vụ án, quyết định của các tòa án các cấp cũng là khác nhau.
Như vậy, ông Vũ được chia bao nhiêu, liệu có giữ được quyền điều hành, chèo lái con thuyền Trung Nguyên không? Câu trả lời đến giờ này không còn nắm trong quyền tầm kiểm soát của ông Vũ, có lẽ là cầu may vì hồi sau chưa rõ. Qua vụ án này, đứng dưới góc nhìn của doanh nhân, muốn kiểm soát được doanh nghiệp kinh doanh của mình thì phải làm gì để tránh khỏi cảnh mất lái khi ly hôn? Đã từ lâu, tại nhiều quốc gia, hợp đồng tiền hôn nhân thường được các tỷ phú, người nổi tiếng hay giới đầu tư nhà giàu sử dụng nhằm bảo vệ tài khoản trước những biến cố khôn lường trước khi ly hôn. Quy định của hợp đồng này cũng khá rộng và đa dạng, nhưng thường tập trung vào hai vấn đề chính là chia tài sản và tiền trợ cấp sau ly hôn. Trong cuốn Nghi lớn để thành công của Donald Trump, Tổng thống Mỹ đương nhiệm có viết một chương: anh yêu em, anh ký tên vào cái này em nhé, đó chính là hợp đồng tiền hôn nhân. Chương viết: tôi chứng kiến rất nhiều người bị đẩy vào bước đường cùng chỉ vì không có một bản hợp đồng hôn nhân. Lời khuyên của ông Trump có lẽ là khá xa lạ và rất phản cảm trong văn hóa người Việt, nhưng pháp luật Việt Nam thì đã khác. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 lần đầu tiên cho phép vợ chồng được thỏa thuận về chế độ tài sản trước khi kết hôn. Điều 47 thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng trong trường hợp hai bên kết hôn để lựa chọn chế độ tài sản. Theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn bằng hình thức có văn bản, có công chứng hoặc chứng thực. Luật sư Đỗ Đăng Khoa bày tỏ quan điểm trước vụ ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên: các doanh nhân Việt Nam hoàn toàn có thể bảo vệ tài sản, sự nghiệp kinh doanh của mình bằng cách thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân hoặc thỏa thuận chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Vậy, những doanh nhân đã kết hôn lâu rồi không có những thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trước hôn nhân, bây giờ nếu muốn rõ ràng để tránh vết xe đổ của ông Vũ bà Thảo, cũng một ngày như cũng hồi xưa cũng một mối nhà tranh hai quả tim vàng, giờ có hàng ngàn tỷ thì phải làm sao? Giờ đây vẫn có cách, bởi vì luật hôn nhân và gia đình điều 38 chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần tài sản hoặc toàn bộ tài sản chung. Trong trường hợp tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản chia với hoa lợi, tức lợi phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi được chia tài sản chung sẽ là tài sản riêng của vợ chồng. Ông Donald Trump khuyên: bất trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi khuyên các bạn nên có một hợp đồng hôn nhân. Đây không phải là chuyện bạn có tin tưởng người bạn đời hay không, mà đơn giản nó giúp bạn tránh được các rắc rối về sau. Thành thật mà nói, nếu tôi không có những bản hợp đồng tiền hôn nhân với Ivana Maria, giờ đây tôi cũng đã trắng tay. Thật may mắn, chính những bản hợp đồng tiền hôn nhân này giúp tôi mất những khoản tiền vô lý. Không có nó, công ty của tôi không thể được như bây giờ, còn tôi có thể sẽ mất đi tất cả. Lời khuyên của ông Donald Trump và vụ ly hôn của ông Vũ Hòa Thảo gắn liền với thành bại của tập đoàn Trung Nguyên là một bài học đắt giá. Với quy định của pháp luật hiện hành, các doanh nhân Việt Nam hoàn toàn có thể vận dụng để bảo vệ tài sản, sự nghiệp kinh doanh của mình bằng cách thỏa thuận một chế độ tài sản trước hôn nhân hoặc thỏa thuận chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.